Trong một giai đoạn khởi đầu rất căng thẳng. Tiếp tục là Tuấn Group có mạng của Ketchun. Không hiểu chuyện gì xảy ra với Poseidon thế này. Ketchun cùng Epoch lần lượt đã nằm rồi. Những tài năng trẻ đã xuất hiện, nhưng Minh Quân đổi lại ngay. Tuấn cũng đã bị đổi mạng. Dẫu sao với Poseidon Esports họ sẽ cần phải xoay sở nhanh hơn nếu như không muốn bị gạt dò những thành viên đang knock out. Bởi dẫu sao thì quỷ dữ 66 vẫn còn nói với ba người đẩy lên cầm sâu căn nhưng không qua được đối phương. Tuấn Kiệt là người đã phải nằm xuống. Và dẫu sao thì Poseidon Esports cứu lên được Ketchun rồi. Còn Epoch rồi, thời gian còn là vẫn có thể gỡ gạc lại được. Hai bên tiếp tục đổi mạng cho nhau. Nhưng quan trọng hết, ai là người sẽ chiến thắng ở Pochinki đây? Bởi dẫu sao thì Poseidon Esports họ vẫn sẽ cần phải nhanh hơn nếu muốn cứu lên vị trí của Epoch. Đây là tình huống mà Ketchun không có máu để hồi với chỉ 5 cái ban đết thôi, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ui, Minh Quân nhảy xuống cũng mất cho mình khá khá lượng HP, chỉ còn lại một nửa máu thôi. Rõ ràng đội hình bên phía team Poseidon Esports cũng đang rơi vào thế khó. Và phía bên này thì quỷ dữ họ đang bắt đầu muốn cứu nhau lại rồi. 666 còn đó là hai người, hai người bị đốc ở đây. Ui, nhảy xuống quá may mắn đi. Minh Quân không nằm xuống nhưng với quả nết của Ketchun thì bỗng dưng đưa thì không về, đó chính là 3v1 rồi. Bởi vì đội hình bên phía team quỷ dữ 66 chuẩn bị cứu lại nhau hết ở đây. Chúng ta thấy rằng giao tranh ở đây đang rất dài hơi rồi, sắp kết thúc ở phase thứ nhất rồi. Nhưng mà rõ ràng hai đội tuyển này vẫn chưa đội tuyển nào chịu đội tuyển nào cả. Và ở đây thì có vẻ như Minh Quân quá khó khăn. Một tên đạn sấy SMG cực kỳ chuẩn xác đến từ Siêu Tâu Nan. Và chỉ cần có vậy thôi, lợi thế lại nghiêng về dành cho đội hình bên phía quỷ dữ 66. Họ biết rằng trong căn nhà này còn một người nữa. Và Siêu Tâu Nan đang cẩn thận cầm cho mình một khẩu shotgun trên tay. Và đối với đạn shotgun vào mồm, dầu chấm hết dành cho Poseidon Esports. Vâng, 4 kill đem về cho quỷ dữ 66 và pha xử lý Siêu Tâu Nan vẫn là quá hay. MDH có vẻ như hai game đầu tiên vẫn đang là khó đội tuyển này. Một trong những tay rifle phải nói là rất chuẩn xác bên phía MDH đã nằm xuống. Nhưng ở đây Bloody Snow Esports khiến nó Satan mất đến tận hai người. Một câu chuyện không dễ thấy đến từ đội hình bên phía team Satan rồi. Thật sự là ảo diệu. Và bây giờ thì họ còn lại đó chính là bộ đôi WSZ29 cùng với Kobay thôi. Ở đây Kobay quá yếu mà sau đó phải nằm xuống luôn. Nó sẽ là câu chuyện 1v3 dành cho đội hình bên phía team Satan. Rất khó rồi. Quyết định đẩy vào trong nhà vệ sinh. Có thể ở đây một cái bắn của Thánh Quý xảy ra rất nhiều đam. Knock out được nhưng máu cũng bị cấu đi là khá khá. Nabil bị knock out. Có tình huống confirm thêm điểm cho quỷ dữ 66 và đã là 5 kill rồi. Đây là lượt trận họ khởi đầu rất ổn. Một con đường độc đạo lên khó thể về được. Và một lần nữa ta thấy rằng có lẽ ở phase tiếp theo Super Team vẫn sẽ để đối phương ở khu nhà đó. Còn ở đây với các thành viên bên phía Chicken Esports trông có vẻ họ đang gặp rất nhiều con, còn lại một cái tên Triple T mà thôi. Không ai khác đó chính là quỷ dữ 66. Và đây sẽ là câu chuyện 1v1 nhưng mà không thể làm được. Có rất nhiều những ẩn số mới ở trong giải đấu này. Ví dụ như Chicken Esports thì cái tên Triple T ta sẽ nhớ đến cái tên 3T hơn. Vừa rồi thì MDH, NBK knock out được vào vị trí của 3T. Vừa nhắc đến 3T thôi thì 3T nằm rồi. Nhưng vẫn còn đó với những người đồng đội của anh ta. Smell cảm nhận được một người đây. Neta mình trên tay và liệu phải là mình chính xác không? Đối thủ 5 và top 14 cho Chicken Esports. 4 kill cho MDH. Hơi đáng tiếc cho CUP thôi, phải nằm xuống hơi sớm. Nhưng bây giờ thì team phía Bloody Snow Esports đang công về phía bên này. Blade Warrior Esports bắt đi vị trí của Trung Thiên. Vẫn chưa dừng lại đó với những tình huống trả nết hay là Molotov đến từ Bloody Snow. Và Don't Waste My Time có tiếng tap và confirm Trung Thiên rồi. Tiếp tục là bảo LP ép vào từ phía bên này. Xử lý thêm một người nữa, top 13 cho Blade Warrior Esports. Và giao tranh vẫn chưa dừng lại. Rất rát khi mà tầm nhìn phải nói là cực kỳ thoáng dành cho tuyển khác. Thì khiến cho tên bên phía team Bloody Snow Esports vẫn đang phải trả ra cho mình những quả súng để cố gắng sinh tồn. Ở đây cho thấy rằng với tiếp tục là quả nết của Smell thì lại là J-Team Black Jack phải nằm xuống rồi. Ở một góc thi đấu bên này thì BSE vẫn đang trường xong với cái tên bên phía team Innovation Esports đang những tình huống công lên. Euphoria rất yếu máu nhưng trong tình huống xây tiếp theo thì không quá chuẩn xác. Đội Innovation Esports đang bị bò đốt nữa cơ. Rất khó khăn. Một giai đoạn rất khắc nghiệt, bò trừ đi rất nhiều máu. J-Team dừng lại ở top thứ 12. Giao tranh vẫn đang liên tục nổ ra. Ta thấy trên kill feed liên tục là những điểm số đem về cho SD phía Innovation Esports. 3 điểm cho Innovation Esports. Nhưng SD bị knock out bởi vòng bò. Cứu được, B vào là cứu được nhưng phải nhanh lên. No mercy, no fear. Cứu thành công rồi. Và không sẽ cứu lên được với chiếc SD. Sapo vừa làm đôi các thành viên bên phía team Ping luôn. Có thêm một sự xuất hiện của các thành viên bên phía team MDH, đó chính là cái tên là Smell để cover cho người đồng đội của mình.
Còn ở đây các tên bên phía team Innovation Sports, họ tạm thời đang rất an toàn. Khu vực này khi chúng ta thấy vòng bò cũng bắt đầu di chuyển rồi. 1 phút 50 giây để giao tranh ở khu vực Yasana Apolena có thể kết thúc. Nhưng vừa nói xong rồi, Innovation Sports họ bắt đầu tình huống tấn công tới. Và ở đây là bot họ tự tạo cơ hội dành cho mình. 5 cây phải nằm xuống rồi. Và bây giờ những player khác bên phía TPS bắt đầu lùi về phía đằng sau. Nhưng đà đã bot quá mạnh và hùng hãn và họ vẫn chưa bắt dừng lại. Còn trong khi đó ở trên điểm Q thì MDH mất đi cho vị trí của Smell và tiếp tục là Power Seeker nằm xuống ở vị trí top thứ 9. Quá nhanh, quá nguy hiểm, tình huống ép vào và chiếm lại được một góc rất quan trọng của đà nặng bot. Trong đó bên này Innovation Esports vẫn đang rất cố gắng để câu kéo nhưng Cry knock out. Và MDH Esports chỉ có mình được top 8 mà thôi. Một lượt trận nữa họ đã rất cố gắng nhưng cũng cố gắng hơn, ít nhất là không phải nằm xuống quá sớm như lượt trận đầu tiên. Vẫn làm lượt trận họ đã cố gắng và thi đấu hết mình, chỉ có chăng là vòng bò này quá khắc nghiệt thôi. Còn với đà đang bot vẫn đang là những phương án côn tim lạc quai của Fergus, ép vào một góc gần như là trung tâm của vòng bò này và xung quanh thì đang bắn nhau là tưng bừng. Toàn Thắng Gaming dừng lại ở top thứ 7, thêm điểm cho Innovation Esports và 11 kill rồi. SD cùng người đội ta bắn rất tốt nhưng vẫn có một người ăn chay ở trong đó. Cây frag phải nói là rất kinh khủng đến từ đội với Innovation Sports. Họ vừa quét sạch các tên MDH xong thì họ lại quét thêm một team nữa, còn ở đây vẫn đang có vào được bò. Nhưng mà trông có vẻ là quá khó, liệu rằng có được hay không đây? Vẫn đang những tên đạn sấy đến về phía Super Team. Phía bên này có thêm cả player tên là Super Hiếu nữa cơ. Có lửa nhồi ra nhưng quả lửa vẫn chưa chính xác đến từ đội bên phía team NINE. Và trong tình huống này tôi nghĩ rằng với vòng bò quá khó khăn thế này, có thể sẽ thêm một đội tuyển nữa phải dừng chơi. Chắc chắn như vậy rồi. Quả smoke nhưng Super Team, trời đất ơi, họ mất đi cho mình một người rồi. Đó chính là chàng Super Kill. Chiếc họng súng bên phía team Innovation Esports, đà nặng bot cũng đang nhập cuộc. Và Khải Phạm phải rời cuộc chơi ngay lập tức, những điểm kill lại thuộc về cái tên bên phía Innovation Esports. Liếm rất nhanh. Chạy và để cho đối phương free shot hoàn toàn. Vâng, đáng tiếc cho Next Esports Academy top 5 thôi. Top 5 thôi và Super Team vẫn đang xử lý tốt ở cái vòng bò này. Rất khó chịu run now cực kỳ biết chấp thời cơ trong khoảnh khắc này. Và họ cũng đang cố gắng confirm đi đến từ vị trí Sina sai. Vậy là không khó. Nhưng mà phải nói rằng cũng rất bất ngờ nha. Run now họ chơi cẩn thận đến mức là đến bây giờ mới có cho mình điểm kill đầu tiên. Đúng. Một cái trận đấu mà họ đã có được những cái phương án di chuyển rất là hợp lý. Đây là một vòng bo khó bởi riêng cái việc đẩy về phía đồng ở Jedi Apolena thôi là đã đủ hiểu khó đến như thế nào rồi. Và vừa rồi tiếp tục là quang chân của run now knock out thêm thành viên đà đắng bot. Quá nhiều cơ hội để ép vào viên hồng bo của đà nẵng bot rồi và có thể họ sẽ một lần nữa hướng tới cái lần ăn gà thứ hai của mình. Phí thời gian của anh đúng, nhưng mà trong tình huống bắn đó mới chỉ là một viên đinh vào mồm mà thôi, nhưng run nào cũng đã mất người rồi. Bắt đầu những câu chuyện xoay chuyển tình thế đến bên phía đà nẵng bot chăng? Họ còn lại hai người nhưng phía này cũng là hai lời bắn cực kỳ chiến. Wow. Nhưng vừa nói xong tôi Vinamilk đối với phương táp cho đến bay mũ luôn, cẩn thận ạ. Super Hiếu chính là người làm điều đó. Và chúng ta thấy đà nặng bot từ nãy đến giờ họ chỉ bị bao về lượng nhân sự mà thôi. Cơ hội đang mở ra thì có run now cùng với Innovation Esports. Run now thì bao cả dạp nhưng mà INE lại đang bao cả bo. Vâng, tất cả thành viên của INE đều đang ở trong bo. Họ đang bao cái bo này và lại có một vài những vị khách không mời mà tới mang tên Super Team. Và để xem họ xử lý chậm. Vừa nhắc đến xong, à, đi vào bo của ông này. Xử lý ngay Super Team và thêm cả đà nặng bot nữa. Và đây sẽ là cuộc đối đầu 3-3-1. Rất bất ngờ vẫn còn một người của Super Team. Nhưng quyết định kép quét sang là cực kỳ hợp lý. Nhưng phải xử lý nhanh vị trí của Super Béo. Một tiếng xây bắn và xử lý được vào vị trí của Vinh. Trước đó Vinh có khẩu MK14 rất ngon nghẻ. Và nếu Vinh để bị confirm thì nó là phí. Nhưng mà confirm điểm kill lại đến từ vị trí của SD của Innovation Esports cơ. Có quá nhiều lợi thế dành Innovation Esports rồi. Họ biết cả đội hình Mega nào ở đâu. Và bây giờ thì đó là một tình huống đem điểm kill hết về Don't Waste My Time. Innovation Esports đem về cho mình một game đấu top 1 với 18 điểm kill. Quá kinh khủng. Vâng, anh cần sự riêng tư đến từ bên phía team run now thì ngay lập tức bị bế lên tất cả những trang bách mạng, và trong đó có vị trí của Innovation Esports.